xin chào mọi người. Linh Tố xin chào cả nhà. Như các bạn đã thấy AD tem bạn rất thích mõm. Chắc cafe ni này đọc rap ma gaming nhiều quá. Nó làm kiểu không ai cản bước được nó vậy. Đồng lượng thất hiểu. Và kể từ đây cuộc hành trình khóa mõm bắt đầu. Tao đi đái cái chuyến tao quay lại. Với kỹ năng của chóp một Batman thì nó sẽ được lên thiên đàng. Quay ra. Mặc kệ bọn này vì tôi đã lỡ yêu một người.